Tô Đại công bố việc bắt Mai Tiến Dũng, tương lai nào cho Trương Thị Mai? Chỉ trong hơn một năm, từ cuối năm 2022 cho đến nay, ba nhân vật trong tứ trụ quyền lực nhất của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp bị tước bỏ quyền lực. Điều này cho thấy nhạc trưởng Tô Lâm quyết tâm duy trì công cuộc đốt lò, không có vùng cấm. Trong lúc này, mạng xã hội và các diễn đàn chính trị tại Việt Nam đang quan tâm tới tương lai chính trị của bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương. Bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 4 tháng 5 đưa tin, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Bản tin cho biết, ông Mai Tiến Dũng đã bị cơ quan điều tra công an khởi tố bị can, bắt tạm giam. Thông tin này được Trung tướng Tuân Sô công báo tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào ngày 4 tháng 5. Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý, ông Mai Tiến Dũng bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở Lâm Đồng. Theo giới quan sát, sau khi tin bắt ông Mai Tiến Dũng được truyền thông nhà nước công bố, trên mạng xã hội đã dấy lên suy đoán cho rằng đây là lời cảnh cáo của ông Tô Lâm và Bộ Công an nhằm tạo áp lực với bà Trương Thị Mai để buộc bà phải nhận ghế chủ tịch nước. Đồng thời, công luận cố gắng giải thích lý do vì sao bà Mai từ chối chiếc ghế chủ tịch Quốc hội như tin đồn. Giữa lúc có những ý kiến cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm không muốn ngồi vào chiếc ghế giữ đó và chủ tịch nước mà không ai muốn cả, mà ông lại muốn ngồi vào ghế chủ tịch Quốc hội để tiện cho việc chuyển sang ghế tổng bí thư nhiệm kỳ tới. Lâu nay bà Mai mang nhiều điều tiếng liên quan đến việc bị cho là có vây cánh lớn ở Lâm Đồng. Đồng thời, bà Mai cũng bị cáo buộc dính líu đến siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Đây là dự án đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của tỉnh Lâm Đồng phải tra tay vào còng như Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy, Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra. Những người này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ. Theo thông tin mà tờ Thể báo .d đã công bố trước đây, ông Mai Tiến Dũng đã bị câu lưu một thời gian khá dài tại trại giam T-16 của Bộ Công an, và đến nay Bộ Công an mới chính thức ra thông báo bắt giữ. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Việc Bộ Công an quyết định công bố thông tin nhạy cảm này có liên quan gì để cáo buộc cho rằng bà Mai đã lấy cương vị lãnh đạo cao nhất để nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Kể cả cáo buộc cho rằng bà Mai đã được bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận xây chương nhà riêng bằng tiền tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhà báo Trần Đăng Tuấn, cựu phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Ông Mai Tiến Dũng liên quan đến các dự án ở nơi đẹp như tiên cảnh của Lâm Đồng, doanh nghiệp được trao mấy ngàn hectare đất, phá nhoe nhoét rừng đất đó ra, riêng rừng phá trái phép đã là 260 hectare. Thanh tra kiến nghị thu hồi đất, sau đó tự áp lực từ đâu không rõ, khiến thanh tra lại thay đổi kiến nghị thành gia hạn dự án, nhưng nó vẫn là cái đống nham nhở. Chưa hết, nhà báo Trần Đăng Tuấn còn tiết lộ tiếp như sau. Có một dự án làm rất nhanh gọn, đó là thời ông làm quan đầu tỉnh ở Hà Nam. Nhà thi đấu to vật vã được xây trên ngàn tỷ. Chục năm sau, về cơ bản là nơi thoáng mát cho châu bò gặm cỏ mỗi chiều tà. Và nhớ một thời gian, hàm ông là bộ trưởng như là chánh văn phòng, ông có thẻ bài đi kiểm tra các bộ trưởng khác. Khi đảm nhận nhiệm vụ bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ và người phát ngôn của chính phủ, tôi đã rất lo. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Trương Thị Mai. Theo giới phân tích, tương tự như việc Bộ Công an sử dụng bí thư huyện ủy Mang Thít Đặng Trung Hoành để ép ông Võ Văn Thưởng, hay dùng Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội để ép ông Vương Đình Huệ, khiến cả hai ông này phải chấp nhận ra đi, thì khả năng cao Mai Tiến Dũng sẽ là chìa khóa để Bộ Công an làm rõ các sai phạm của bà Trương Thị Mai, buộc bà phải ra đi. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Đại công bố việc bắt Mai Tiến Dũng và tương lai nào cho Trương Thị Mai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tiếng sét giữa trời quang, Trương Thị Mai sắp ra đi, sự thật hay tin đồn? Sự ra đi của một loạt nhân vật quyền lực nhất thuộc tứ trụ của ban lãnh đạo Việt Nam gần đây đã bị đánh giá là một cơn địa chấn chính trị chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế, việc giới lãnh đạo chóp bu liên tiếp ra đi đã phản ánh sự leo thang đáng báo động về việc cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Sau Vương Đình Huệ rộ tin sẽ tới lượt bà Trương Thị Mai. Ngay sau khi ông Vương Đình Huệ ra đi, mạng xã hội lại loan tin đồn rằng sắp có vụ nổ cực lớn như Thưởng và Huệ sẽ diễn ra trong một ngày gần đây. Thêm vào đó, tin bà Trương Thị Mai từ chối làm chủ tịch Quốc hội, nếu vẫn bị ép thì lâm đơn xin nghỉ. Điều này đã khiến cho công luận hết sức bất ngờ. Lâu nay, giới phân tích vẫn cho rằng bà Mai là một lãnh đạo sạch và không có dấu hiệu tham nhũng. Bà Mai trưởng thành từ một cán bộ của đoàn phái giống như Võ Văn Thưởng, ít liên quan đến vật chất và tiền bạc. Tuy nhiên, việc ông Thưởng bị kết tội nhận 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn cách đây 12 năm, thời còn làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi, đã đánh đổ lập luận vừa kể trên. Giáo sư Abuja từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ Washington có bài bình luận mới nhất với tựa đề "Cuộc chiến vào ngôi vị lãnh đạo Việt Nam nóng lên sau hàng loạt các vụ cách chức làm giảm số lượng đối thủ". Bài viết đánh giá về ba nhân sự có cơ hội trở thành tổng bí thư của nhiệm kỳ tới, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả Abuja đánh giá bà Mai là người có năng lực và kinh nghiệm. Theo đó, bà từng đứng thứ ba trong Bộ Chính trị sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm mới đây, và vị nữ lãnh đạo 66 tuổi này được cho là có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng nhất trong số ba ứng viên của chức Tổng Bí thư. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm hiện nay là một người đầy quyền lực trong Đảng vì ông nắm các hồ sơ các quan chức. Tuy nhiên, ông Abuja cũng tiết lộ một thông tin khá bất ngờ, đó là gia đình bà Mai có các cổ phần trong lĩnh vực y tế, nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được công bố, công khai. Bất ngờ hơn, trong một bài bình luận mới nhất liên quan đến sự lộn xộn mất kiểm soát của chính trường Việt Nam, khi đề cập đến cái gọi là cuộc oanh tạc đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh, đài BBC đã nhận xét rằng lửa từ chiếc lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng không ngừng lan rộng tới các tỉnh thành. Hàng loạt lãnh đạo cấp tỉnh, trong đó có nhiều người thuộc diện trung ương quản lý, đã bị xử lý theo những mức độ khác nhau. Nhẹ thì kỷ luật về mặt đảng, nặng thì khởi tố hình sự, bắt giam. Mới đây nhất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã bị khởi tố bắt giam do liên quan đến tập đoàn Thuận An. Tập đoàn này là nguyên nhân khiến ông Vương Đình Huệ cũng ra đi. Trước đó vào ngày 20 tháng 3 tại Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng bị khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án của tập đoàn Phúc Sơn. Tập đoàn đã khiến ông Võ Văn Thưởng phải chủ động xin từ chức. Giới thạo tin được khẳng định nếu 1 đến 2 ngày nữa mà Lâm Đồng bắt thêm quan chức thì cũng không có gì lạ. Vào đầu năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về chống tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Mở rộng điều tra, C03 bắt giữ tiếp ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Trương Thị Mai và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn tin cũng cho biết tại C03, hai bị can Hiệp và Quận đã khai rằng bà Trương Thị Mai lấy cương vị là lãnh đạo cấp cao, nhiều lần thúc ép và đe dọa buộc họ phải hành động trái pháp luật để làm lợi cho ông Nguyễn Cao Chí và tiếp tay cho tập đoàn Đại Ninh. Facebook Hoàng Dũng từng khẳng định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã từng bỏ tiền xây dựng tư gia cho bà Trương Thị Mai ở Sài Gòn. Cách đấy lâu đã có ý kiến cho rằng các nạn nhân kế tiếp trong cuộc chiến quyền lực sẽ là những người có khả năng tranh chấp chiếc ghế tổng bí thư như Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và cả bà Trương Thị Mai. Tất cả những nhân vật này đều có những tin đồn về các bê bối, nhận hối lộ, tham nhũng hay hủ hóa với phụ nữ.
còn bà Trương Thị Mai thì bị tin đồn cáo buộc được cấp dưới xây nhà bằng tiền tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tiếng sét giữa trời quang, Trương Thị Mai sắp ra đi, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.